Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay mình nhờ giới thiệu tiếp tục đến mọi người cái thùng PC HB Oman. Bên Dell á thì nó có Aliware, còn bên HB thì nó có Oman nha mọi người. Thùng rất là chất lượng luôn, dinh tuyệt đối. Quan trọng là cái thùng đã khỏe, đã chất lượng, đã ok rồi. Cái thương hiệu nữa, cái thùng không những là mình làm việc mà còn có thể là gọi là bài trí sang trọng nữa đó mọi người. Cái bên này là cái logo của Oman nè. Đây là mọi người nè, đó, cái logo Oman nè, cái điện thoại mình đang quay chán quá. Trên này là logo Oman có đèn nha. Góc cạnh vuông vức, nếu mà ai thích đơn giản, tinh tế, gọn, đẹp và cấu hình cao thì con này cũng ok lắm luôn. Zin của hãng, tản nhiệt nước. Tí nữa mình sẽ gỡ mở bên trong mình quay cho mọi người xem Oman nó như thế nào ha. Và đặc biệt nữa là mọi người thấy kính không? Đây là kính Zin của hãng luôn nè. Chứ không phải là ví dụ như mọi người nghĩ là nếu mà nó bể đi thì nó sẽ không còn cái logo này nữa. Đây là kính nha, cái nắp kính tí nữa mình sẽ mở ra mình quay ở bên trong bên ngoài cho mọi người xem. Rất là đẹp luôn á mọi người. Ở bên này thì có các ngõ kết nối ở phía trước, làm vuông vức, gọn, đẹp, chi tiết. Gọi là ai mà thích cái tinh tế, vuông vức, gọn thì con này là ok lắm luôn á. Mình sẽ quay cái cấu hình cho mọi người xem nha. Từ từ quay ở phía sau này cái đã. Chưa quay phía sau để mọi người xem. Này ha. Các cái ngõ kết nối nè. Rồi, đó. Rồi, ok, giờ mình quay. Đây, mình quay cho mọi người xem cấu hình ha. Nó là HB Oman nè mọi người. Cái model của nó ở phía trên đây ha. Và chip là i7-9700K nha mọi người. 3.6, 8 CPU. 8 CPU này là 8 CPU thật. Nó 8 CPU 16 luôn á. Bình thường đó là cái này là 8 nhân thiệt đó mọi người. Đây ha, mọi người tham khảo về cái chip 9700K. Nó khác với lại những cái dòng laptop. RAM là 64GB và chạy card màn hình, card đồ họa nè. Card này là card RTX 2080 Super. Đây, nó là 8GB nha mọi người. 2080 Super nè. Đó, card 8GB. Đây. Rồi, và cái SSD. SSD là 512 cộng với lại HDD 2T. Đây ha, giờ mình sẽ quay ở bên trong cái cấu hình máy cho mọi người xem. Đây mọi người, giờ tháo cái nắp kính này ra nha. Đây mọi người, cái nắp kính nè, kính nè. Xịn zin rất là đẹp luôn. Giờ quay vô bên trong. Giờ cái card, riêng thấy cái card Super thôi là nó đã rồi mọi người, to dã man luôn. Ở trên này. Đây là cái tản nhiệt nước ha, cái Beoman thì nó làm đèn đóm vậy không biết, mà mọi người nhìn cái tản nhiệt này rất là đã luôn. Quay rõ cái tản nhiệt cho mọi người xem ha, cái tản nhiệt Oman nè, nhìn thôi là đã thấy giá trị. Đây, cái Oman logo đây nè mọi người nè, cái logo cái thằng đây đó, nó đó. Rồi để mình quay thêm cho mà ram là đây ha. Đây nè mọi người nè, có một đống ram bên này. Rồi cái bên này là SSD, cái này là cái tản nhiệt nước. Nó có nước là hình như nó có mấy cái dây bự bự như vậy là nước hay sao á. Nói chung là ai rành đó thì mọi người xem ha. Thường thường là mọi người chỉ cần nhìn là mọi người biết thôi. Nói Vinh mình chỉ quay ở bên trong rõ ràng cho mọi người xem. Đây nè, chữ Oman nè mọi người. Oman nè. Bên này là logo Oman. Rồi, nguồn là nguồn Color Master gì ở trong này đó mà mọi người thấy là nguồn cũng là Vinh HB luôn nè ha. 750W là HB Vinh nè, đó, chữ HB rồi đó. Chung là Vinh tuyệt đối hãng. Những cái con máy như thế này là nó hiếm và nó vô cùng gọi là chất lượng đẹp, đồng bộ của hãng, người ta thiết kế tinh tế đâu đó trơn rồi, chứ không phải là giống như là đồ ráp đâu mọi người. Mọi người có ráp đèn đóm đẹp kiểu gì thì cũng là đồ ráp thôi. Cái này thì nó ai mà thích đồng bộ hãng tinh tế ok như vậy á thì lấy con này là tuyệt vời luôn. Và cái thùng này là mình báo giá mọi người là 19.8 triệu ha, mình bao ship. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình 2 triệu, còn lại thì mình ship code nè. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán số còn lại cho bưu điện. Còn nếu ở thành phố Hồ Chí Minh đó thì mình sẽ ship tận nhà cho mọi người, nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán. Cảm ơn mọi người nhiều ha, ai chốt thì inbox mình.